Rồi. Hôm nay thầy sẽ chữa ông ta cái bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết. Đề số 04 ạ, câu số 41. Công thức hóa học của sắt 2 sunfat là. Công thức hóa học của sắt 2 sunfat là Fe(SO4) đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 1C ạ, quá dễ. À, có bạn hỏi là thầy ơi, không ôn thi tốt nghiệp ở trường được không? Thì câu trả lời của thầy là có nhá. Em có quyền không ôn thi tốt nghiệp ở trường được. Câu 42 ạ. Câu 42. Amino acid không tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch? Thì amino acid này thì nó có một nhóm CH và một nhóm NH2. Thì cái nhóm CH thì phản ứng với NaOH. Đúng không? Đây phản ứng với KOH. Nhóm NH2 thì phản ứng HCl, vậy nó không phản ứng được với NaCl. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Được chưa? Câu 43. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Thì tơ thiên nhiên chúng ta là tơ tằm. À, có bạn bạn ấy hỏi là thầy ơi sao thầy không gửi các cuốn sách của thầy soạn lên page để các bạn tham khảo? Ok, thực ra là căn bản tại vì thầy mải dạy quá. Thầy dạy lớp off, xong rồi thầy dạy lớp on, thầy dạy quá nhiều luôn. Như các bạn biết thì bây giờ là thầy hôm nay là thầy dạy từ 2 giờ chiều cho đến giờ vẫn cháy cùng các em. Thế nên là chẳng có thời gian để mà up các cuốn sách của thầy lên trên fanpage nữa. Nên những bạn nào mà muốn quan tâm đến các cái cuốn sách của thầy thì có thể vui lòng là inbox cho fanpage của thầy. Có rất nhiều sách hay dành cho các bạn và các em nhá. Câu 44 ạ. Thủy phân SX trong dung dịch NaOH thì thu được C5CONa và CH3OH. Với công thức của SX thì nó sẽ là C2H5COO CH3. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các bạn nhá. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Nào câu 45 ạ. Câu 45 ạ. Khi đun nóng trong dịch H4 đặc dư. Khi đun nóng trong dịch H4 đặc dư. Sắt tác dụng được với H4 tạo muối nào sau đây? Các bạn comment cho thầy xem là tạo thành muối nào. Đun nóng, chú ý cho thầy là đặc dư nha. Đặc dư thì H2O4 đặc dư là có tính oxy hóa mạnh. Nên nó sẽ đưa sắt lên số oxy hóa cao nhất là Fe2SO4 3 lần. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án D. Ok, để các bạn phải đọc kỹ nhá. Khi chúng ta làm ấy, các bạn làm các bạn phải đọc kỹ, các bạn phải gạch chân từ chốt để các bạn không bị sai những câu lý thuyết ngu. Bởi vì sai ngu lý thuyết là top 1 của sự sai lầm. Và cái đấy nó đau đớn lắm. Thà mình không làm được một câu khó còn hơn là mình bị sai ngu một câu dễ. Nó cay, nó đau. Được chưa? Câu 46. Để bảo vệ những vật bằng sắt khỏi bị ăn mòn thì người ta tráng hoặc mạ lên như vật đó lớp thiếc hoặc lớp kẽm. Câu này rất hay này, các bạn comment xem. Câu này top 1 của sự lừa lọc, và trong quá trình thầy dạy thầy chọn lọc từ đề của lớp off và đề của lớp on của thầy thì rất nhiều bạn bị sai câu 46 này. Rất rất nhiều bạn bị sai câu 46 này. Các bạn để chọn xem nào. Để bảo vệ những vật bằng sắt khỏi bị ăn mòn, người ta tráng hoặc mạ lên những vật đó. Các bạn gạch chân từ chốt nha. Tráng hoặc mạ. Tráng hoặc mạ là có một lớp bao phủ bề mặt. Vậy đây là phương pháp bảo vệ bề mặt. Rất rất nhiều bạn chọn phương pháp điện hóa là sai. Rất nhục nhã, rất đau đớn. Đúng không ạ? Đấy, để các bạn bảo là câu này em bị sai một lần rồi thì bây giờ không thể nào bị sai nữa, đúng chính xác. Nhiều bạn bị nhầm thành phương pháp điện hóa lắm. 47 ạ. Đấy nên là cái buổi học ngày hôm nay là buổi học mà giúp cho tất cả các bạn và các em không bao giờ bị sai những câu dễ nữa. Ok, câu 47 ạ. Trong công nghiệp, loại quặng mà có thành phần chính là Fe2O3 thì dùng làm nguyên liệu để sản xuất gang. Thì H là hai chân nên nó sẽ là gì ạ? Quặng hematit. Đáp án đúng đáp án là các bạn nghe rõ nhá. H là hai chân, quặng hematit. Câu 48 á, các bạn comment đáp án mạnh mẽ vào nhá. 48 ạ, chất nào sẽ đi thuộc loại polysaccharide? Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn mà đã comment đáp án và chia sẻ buổi học này về tường ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em nhá. À, hãy thay một cái lời cảm ơn thầy vì là thầy bỏ công sức ra là soạn những cái đề hay này cho các em bằng cách là chia sẻ lại buổi học này ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu 48, chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Thì mình có polysaccharide. Mình chỉ có hai anh thôi. Một anh là gì? Tinh bột và một anh là cellulose. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 49. Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl? Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl? Thì điều kiện tiên quyết để tác dụng với HCl thì nó là cái anh kim loại mà phải đứng trước hydro trong dạng điện hóa. Đúng không ạ?
Vậy anh kim loại đứng trước hero trong danh đồ là anh nào? Ôi ôi sát. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Akio. Sắt đúng không? Ok nhá, câu 50 ạ. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn được gọi là gì? Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn được gọi là gì ạ? Nào các bao nhiêu bạn nhớ ạ? Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn được gọi là gì ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Nó là phản ứng gì ạ? À, phản ứng xà phòng hóa đáp án đúng đáp án dây này. Ngày trước lúc mới học ấy thì đứa nào tôi cũng chọn đúng. Nhưng mà bây giờ sau một khoảng thời gian rồi là quên gần hết rồi. Đúng không? Câu 51. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng ạ? Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng ạ? Nào các bạn có nhớ không? Chỗ đoạn này các bạn phải nhớ thầy nhé. Metinamin, dimetinamin, trimetinamin và etinamin là tồn tại ở điều kiện thường là chất khí. Khí. Và anilin thì lúc nào cũng tồn tại điều kiện thường là chất lỏng. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Rồi, câu 52. Quặng bauxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? Quặng bauxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? Thì quặng bauxit thì chuyên được sử dụng để sản xuất anh nào? Nhôm các em nhá. Các bạn chú ý này, cái cách tốt nhất để mình học được lý thuyết hóa ấy, cái cách tốt nhất top 1 đấy, đó là cái việc mà chúng ta làm thật nhiều bài tập lý thuyết. Đừng sợ sai. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Cứ một lần sai là một lần nhớ cho thầy. Bởi vì chúng ta sẽ học được, chúng ta sẽ ghi nhớ được từ những cái điều chúng ta sai tốt hơn là những điều chúng ta đúng nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy vui lòng chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Bởi vì đây là một cái buổi học cực kỳ chất mà thầy dành cho tất cả các bạn và các em. Câu 53, chất nào sau đây là ancol bậc 2? Úi giời, hỏi về kiến thức lớp 11 là toàn hết. Ancol bậc 2. Bậc của ancol là gì? Bậc của ancol á thì nó chính là bằng bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Ok chưa? Bậc của ancol là bằng bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C. Câu 54. Hiện tại khóa luyện đề của thầy đang được giảm giá cực kỳ sâu. Nên là những bạn nào mà muốn đăng ký và học những cái đề cực chuẩn, cực sát với đề thi năm nay thì các bạn hãy inbox cho fanpage của thầy để nhận được sự tư vấn nhanh nhất. Khóa luyện đề của thầy là 24 đề. Một tuần giải 2 đề và sắp tới thầy sẽ tăng buổi đề lên. Và như các bạn đã biết, tất cả các anh em học khóa luyện đề của thầy thì đều cảm giác thấy độ siêu và độ chất và điểm tăng lên rất nhanh. Thầy chờ đợi tất cả các bạn và các em về team luyện đề của thầy. Inbox cho thầy để nhận được thông tin nhé. Câu 54. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Có bạn hỏi là có hôn 10 câu cuối không? Các em ơi, khóa luyện đề của thầy là luyện 9 cộng đấy ạ. Chữa full. Lấy 10 điểm. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tổng hợp là gì ạ? Ni lông 6,6. Tơ tằm là thiên nhiên nhé. Visco và acetat là bán tổng hợp. 55 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch COF4 dư tạo thành hai chất kết tụa? Nào. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch COS4 dư tạo thành hai chất kết tụa? Nó câu này hay kinh khủng luôn. Ồ, câu này top 1 sự lừa lọc. Thế nên được thầy chọn lọc cho vào đây để cho các em thưởng thức đấy. Những món ngon bổ rẻ từ thầy Minh. Anh nào ạ? Nhiều bạn chọn A là sai. Sắt vào đồng thì chỉ đẩy ra mỗi mình đồng. Thế là một chất kết tụa. Đáp án đúng ở đây phải bari, các bạn nhìn này, bari này. Và trong dung dịch thì tạo thành BaOH hai lần. Đúng không? Và chính anh BaOH hai lần này cộng với COSO4 này thì mình thu được hai kết tủa là COOH hai lần. Nhá. Và BaSO4 nhá, các em nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Được không ạ? Khá nhiều bạn toàn câu này, các bạn thấy không? Chống sai ngu lý thuyết hóa là một trong số những người học top 1 giúp cho các em chống lại sự lừa lọc của đề. Câu 56. Ui, câu 56 này nhiều bạn thấy sai lắm. Xoay lên xoay xuống. Trimetinamin. Thì có phải công thức phân tử nó là C3H9 không? Thế mà ôi đứa nó vẫn bị tôi nhầm. Đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? C.
9. 9 nguyên tử hydro. Câu 57 ạ. Là 57 các bạn cùng chọn đáp án cho thầy xem 57 đáp án gì. 57 nào. Ở điều kiện thích hợp thì kim loại nào sau đây bị clo oxy hóa lên mức ô xóa dương 3? Nào cùng chọn cho thầy đáp án nào. Ở điều kiện thích hợp kim loại nào sau đây clo bị oxy hóa lên mức là oxy hóa là dương 3? Anh nào ạ? Natri thì lên NaCl thôi. Đồng tạo thành CuCl2 thôi. Magie tạo thành MgCl2 thôi. Chỉ có nhôm mới lên được thành AlCl3, đúng không các em? Nhôm này cộng clo này tạo thành AlCl3 2 2 3. Nhiệt độ thì nhỉ. Yeah. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Câu 58. 58 ạ. 58 các bạn chọn đáp án nào ạ? Comment mạnh mẽ lên các em. 58 ạ. Trong các công thức sau đây công thức nào là của chất béo? Úi dồi ôi, chất béo này. Công thức nào là của chất béo ạ? Một câu rất hay. Chúng ta phải nhớ định nghĩa. Chất béo là triete của glycerol và axit béo. Đúng không? Vậy, này, cẩn thận bị nhầm nhá, cẩn thận bị nhầm nhá, nhìn kỹ nhá. Đây này. C17H33CO. Cái này người ta viết ngược lại. Nên 58 tao đúng của chúng ta nó phải là đáp án C nha các bạn nha. Đấy, phải tinh ý vào. Không bị lừa sấp mặt luôn. Câu 59. Chất nào sau đây có khả năng tạo phản ứng màu đặc trưng vi iốt? Màu đặc trưng vi iốt này các bạn có nhớ thầy không? Là màu xanh tím hay màu tím xanh? Cái này nó lừa lọc lắm. Màu đặc trưng vi iốt ạ. Xanh tím hay tím xanh ạ? Comment cho thầy nào. Màu đặc trưng với iốt thằng nào? Chắc chắn thằng đặc trưng với iốt là thằng tinh bột rồi. Nhưng tinh bột tác dụng với iốt hay là iốt tác dụng với tinh bột tạo thành màu xanh tím hay màu tím xanh? Xanh tím hay tím xanh? Đấy, để run tay này, run tay này. Không được là đóng comment này. Đó, đúng rồi, ok. Tiên Dương tất cả bạn đã comment xanh tím. Rất tốt, chính xác. Xanh tím là đáp án đúng. Phải trả lời nhanh. Màu IT lắm. Trong sách giáo khoa hóa học lớp 12 nhá, rất lừa lọc. Đầu tiên ghi là gì? Iốt thả vào tinh bột tạo thành màu xanh tím. Xong mở ra một vài trang nữa thì bí ổ rê, phản ứng bí ổ rê á, là cho cái thằng là từ tripeptide trở lên là cho thí nghiệm là albumin vào CuO2 lần hoặc là CuO2 lần vào albumin thì thấy màu tím xanh. Úi giời, lừa lọc kinh khủng luôn, xanh tím, ở trên nói xanh tím. Chốc xuống tím xanh thì các cháu cứ thế thì tổ lỗi gần hết, toàn gần hết. Top 1 sự lừa lọc. Phản ứng màu bio đây là màu tím xanh nhá. 76 ạ. 60 ạ. 60 các bạn comment đáp án đi. À, nhớ click vào nút chuông theo dõi fanpage của thầy để liên tục được xem những cái buổi học live chống xanh u lý thuyết hóa. 60 ạ. Số nguyên tử hydro có trong phân tử isoamin acetat CH3 COO C C C C C 1 2 3 4 5 6 7 C 7 H 14 O 2. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng là đáp án C. Các bạn nào hỏi isoamin là gì nhỉ? Đây thầy vừa ghi xong. Đây là isoamin. Ok nhá. 61. Đây các bạn ghi lại đi ạ. 61. Phương trình phản ứng nào sau đây là không đúng ạ? Phương trình phản ứng nào sau đây là không đúng? Sắp tới thầy chuẩn bị khai giảng một khóa học dành cho tất cả các bạn từ lớp 11 lên lớp 12, khóa xuất phát sớm. Những bạn nào muốn học sớm chương trình lớp 12 thì có thể inbox cho thầy nhá. Câu số 61 ạ. Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng? Này các bạn nhìn đi này, bari cộng nước, cái này đúng chặt. Nào các bạn cũng chọn đi, đố các bạn chọn đáp án đúng đấy. Này run tay rồi, từ nãy bây giờ bị lừa nhiều quá run tay sợ rồi. Đồng cộng sắt, đồng đẩy được sắt không? Đồng đẩy được sắt không? Đồng không đẩy được sắt. Vậy không đúng là B. Đồng giao ăn được sắt, đúng không? 61B đấy, top 1 sự lừa lọc. 62 ạ, quặng bô xít xem. Các bạn cùng chọn cho thầy xem đáp án nào. Câu 62, quặng bô xít là gì ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này của thầy ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em comment nhiệt tình hơn nữa. Và chia sẻ lại buổi học này lại về tường ạ. Bởi vì đây là những cái buổi học mà thầy sẽ cho ông ta coi và chúng ta sẽ bị sai những cái câu lý thuyết lừa lọc nhất, chọn lọc nhất. 62 quặng bô xít. Quặng bô xít thì nó chỉ có thể là oxit của nhôm thôi, đáp án C, đúng không? Ui 63 hay này. 63 hay dã man luôn.
63 này các bạn bị sai nhiều lắm luôn. Rất rất nhiều bị sai câu này, khổ. Điện phân chú ý nha, chú ý nha, điện phân ở áo mắt nóng chảy cơ, đây chơi nóng chảy không phải dung dịch. Nhá. Câu này là chơi nóng chảy chứ không phải dung dịch. Thầy chào tất cả các bạn và các em mới vào học, các bạn vào học comment đáp án luôn. 63. Điện phân ở áo mắt nóng chảy ạ. Sản phẩm thu được. Chú ý tại tại anode là nơi anion tới. Nơi anion thoát ra. Sản phẩm thu được tại anode là anode không thể có natri được. Không thể nào anode có natri được. Đúng không? Thì có bạn chọn 63A là sai luôn. Anode thì kiểu gì cũng phải có gì ạ? Kiểu gì cũng phải có oxy. Đúng không? Anode kiểu gì cũng phải có oxy. Mà sinh ra oxy thì phải có nước. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Còn hydro nó sinh ra bên thằng cathode cơ mà. C nhá. 64. Tốt một sự lừa lọc. Oxy hóa ethanol, ethanol là kiến thức lớp 11 nha. Bằng CuO đun nóng thì mình sẽ thu được là gì ạ? CH3CHO cộng CU cộng H2O. Vậy mình sẽ thu được CH3CHO. Đây là kiến thức lớp 11. Nhục chưa? Nào 65 mà sai thì thôi nhá, 65 thì sai thì nhỏ lắm đấy. Nhưng mà này, trong lúc thi nhiều đứa nó cuống tay cuống chân thế nào nó vẫn chọn được 65 sai đấy. Các bạn comment xem, các bạn comment sao. Nhục nhã lắm, xem bao nhiêu đứa bị nhục. Thôi thà nhục ở đây, thà nước mắt lăn dài trên buổi học live với thầy Minh còn hơn là nước mắt lăn dài trên đề thi. 65 ạ. Kim loại có tính dẫn điện lớn nhất. Này thế mà. Đây 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 đây, đây nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ối đứa tô C này. Ối đứa tô C đây này. Ối đứa tô C đây này. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện lớn nhất này? Ối đứa tô C này. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? B, đồng. 66 á. Kim loại nào sau đây điều chế bằng phát thủy điện? Hối giờ hay lắm, câu này, câu này cũng hay. Câu này các thanh niên trong lớp off với lớp on rồi cãi nhau, quánh nhau bể máu đầu luôn. Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Bằng nhá. Thì thường là điều chế các kim loại trung bình yếu. Vàng. 67 này. 67 này cũng nhục. 67 này sai nhiều lắm. Sai nhiều ơi là nhiều luôn. Số nhóm hoắt có trong mỗi mắt xích cellulose là bao nhiêu? Comment nhanh, không nghĩ. Tay nhanh em mắt thế này. Số nhóm hoắt có trong mỗi mắt xích của cellulose. Thầy cần một con số. Mấy? Mấy comment nhanh luôn. Ấn nhanh. Cellulose là gì? Ai chẳng biết cellulose là C6H5O. C6H5O 6 đúng không? Không phải, C6H10O5. Đấy. Vậy thì mỗi mắt xích của nó sẽ có 3 watt tự do. Thì viết lại là C6H7O2 watt tất cả 3 lần. Tất cả N lần nhá. Tất cả N lần. Vậy mỗi mắt xích của cellulose thì sẽ có 3 nhóm hoạt tự do. À. Câu 68 á. Công thức của hóa học của axit oleic. Nào, công thức hóa học của axit oleic là gì ạ? Công thức hóa học của axit oleic là gì? Ôi giời, vui ở ngoài live thì thôi chứ còn vào trong lớp học live của tôi á có mà làm sấp mặt. Đề tôi khó lè cổ luôn, các bạn nhìn thấy à. Đây là những cái câu này thầy trích, những cái câu lừa này là trích từ ở bên trong những cái đề trong khóa luyện đề của thầy đấy. Phê tít thò lò luôn. Làm sai ngập mặt ngập mồm luôn. Công thức của, nhưng mà thực ra thì thầy luôn luôn dạy có một cái tôn chỉ. Đó là mong muốn làm sao mà cho nước mắt của các em lăn dài trên cái tờ đề của thầy còn hơn là nước mắt của các em lăn dài trên tờ bài kiểm tra hoặc là tờ thi nhá. Nên là hãy cố gắng, khi mà đã gặp thầy Minh thì hãy cố gắng làm sao ạ, hãy sai thật nhiều. Công thức học của axit oleic là C17H33. Đáp án đúng đáp án B. Câu 69 ạ. Trứng cá khi ướp với muối thu được món trứng cá muối. Thế này đầy đứa nó đói. Cơ sở phương pháp này dựa vào tính chất nào của protein? Úi dồi ôi, câu này top 1 sự lừa lọc. Các bạn học của thầy, các bạn học sinh của thầy sai nhiều lắm. Các bạn chọn ra 69 đáp án gì? Đây là đứa nào học. Đứa học thì thành là tính bazơ. Đứa thì tính chất lưỡng tính. Đứa thì tính gaxit.
Đánh võng cuối cùng thì nó là tính đồng tô. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì protein ấy thì nó có khả năng là bị đông tụ ở trong môi trường axit, trong môi trường bazơ hoặc trong môi trường muối nhé, nó có tính đồng tụ. Được chưa? 70 ạ. 70 ạ. Polymer nào sau đây ứng với công thức? Nào. Polymer nào sau đây ứng với công thức? Thầy dạy chúng ta một cái chiều nhớ, đếm nữa nó có bao nhiêu carbon. Ở comment xuống đi ạ. Đếm nó có bao nhiêu carbon? Bao nhiêu carbon? Bao nhiêu? Đếm đi. 5 cộng 1 là mấy? Yêu ơi, 5 cộng 1 mà từng đây đứa không biết cậu. 5 cộng 1 là mấy ạ? 6. Đúng không? Bằng 6 thì nó là ni lông 6. Khổ nói trong này ni lông 6 không có thằng nào tên ni lông 6. Thế ni lông 6 có một tên gọi khác. Poly capro amide. Đáp án đúng đáp án B. Poly capro amide. Ok. Are you ok? Ok. 71. Hợp chất nào sau đây ạ? Hợp chất nào sau đây? Có bạn hỏi là thầy ơi làm sao để nhớ được các polymer và điều chế, học thôi các em. Chỉ có cách học. Làm nhiều, học thầy Minh nhiều là nhớ. Tất cả các bạn học thầy Minh thì nhớ hết. Thế thôi đi về sau ra suy ra cái cách đơn giản nhất nhé. Thầy cho em cách đơn giản nhất. Thầy ơi làm sao nhớ được các polymer và điều chế, học thầy Minh. Ông này này. Câu 71. Hợp chất nào sau đây không phản ứng được với hydro? Hợp chất nào sau đây không phản ứng với hydro? Chú ý là không phản ứng hydro nha. Glucose vẫn phản ứng với hydro để tạo thành sorbitol. Triolin vẫn phản ứng được với hydro để tạo thành tristearin. Tristearin. Cao su buna vẫn phản ứng. Vậy chỉ có sacarose là không phản ứng. Ôi giời ơi, 72. 72 là câu lý thuyết mức độ vận dụng. Câu này rất rất hay và đa số các bạn rất rất sai, và đa số tất cả các bạn đều chọn sai câu 72. Bạn chọn 72 đáp án gì xem, đây là một câu thực tế rất hay và nếu mà cho vào đề thi năm nay thì nó hủy diệt luôn. Nó hủy diệt luôn. Các bạn làm kỹ nha, các bạn phải xem kỹ các live stream của thầy nha. Các bạn phải xem kỹ các buổi học của thầy nha. Năm nào thầy cũng trúng tủ đấy, đừng bỏ bất kỳ một live stream nào của thầy. Sục từ từ CO2 vào cốc CH3 lần thì phản ứng đầu tiên là CO2 cộng với CH2 lần. Đúng không? Phản ứng đầu tiên là CO2 cộng với CaOH2 lần. Để tạo thành gì ạ? Để tạo thành gì ạ? Để tạo thành gì ạ? CO2 cộng với CaOH2 lần tạo thành gì? Đầu tiên là tạo thành CaCO3 cộng H2O. Đúng không? Là phương trình thứ hai các bạn comment nào. Nào phương trình số 2 ạ. Thế thì lúc này tạo thành kết tủa, thì khi tạo thành kết tủa thì mật độ ion ở bên trong dung dịch nó giảm. Mật độ ion trong dịch giảm thì tất cả nồng độ các chất dẫn điện giảm, nồng độ các chất dẫn điện giảm thì độ dẫn điện giảm. Độ dẫn điện giảm thì độ sáng bóng đèn tăng hay giảm? Nào. Độ dẫn điện giảm thì độ sáng bóng đèn tăng hay giảm? Độ dẫn điện giảm thì độ sáng bóng đèn giảm. Giảm, tăng là bỏ. Được chưa? Sau đó này, CO2 này cộng với CO2 dư mà. Cộng tiếp với CaCO3 cộng với nước để tạo thành CaHCO3 hai lần. Đúng không ạ? Thì lúc này anh này kết tủa thì lại tan ra. Và khi nó tan ra nó làm mật độ ion trong dịch tăng lên. Và mật độ ion trong dịch tăng lên thì độ dẫn điện tăng lên. Và độ dẫn điện mà tăng lên thì độ sáng của bóng đèn tăng lên hay giảm đi? Các bạn comment xem nào. Độ sáng của bóng đèn tăng lên hay giảm đi? Comment thôi. Có biết không? Có biết vật lý không? Ngồi từ đây anh em có biết? Từ đây các bạn có biết? À, khi mà mật độ ion tăng lên thì độ dẫn điện của dịch tăng lên, độ dẫn điện tăng lên thì độ sáng của bóng đèn tăng lên. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok, câu rất hay nha. Nhớ mãi câu này thầy nhá. 73. 73, 73, 73. Các bạn hiểu không? Bạn hiểu chấm cái. Bạn hiểu chấm cái. Chấm cái để thầy biết là các bạn hiểu nào. Nhớ kỹ câu này thầy nhá. Đi thi vào thì nhớ là kêu gào ở tất cả mọi nơi là ô thầy Minh, ô thầy Minh dạy chúng. Thấy chưa? Nếu đi thi chúng nha. Hô hào nha. Rồi, câu 73. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm nhôm này,
MgCO3 này, Fe3O4 này, và dung dịch H2SO4 loãng này, thu được dung dịch X. Ờ, khó đấy. Dung dịch chúng ta gồm nhôm 3 cộng, magie 2 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng. Bây giờ cho vào BaOH lần tới dư thì mình có cả SO2 trừ nữa đấy nhé. Thì vào BaOH lần tới dư thì do dư nên không có tồn tại AlOH 3 lần đâu. MgOH 2 lần này, FeOH 2 lần này, được chưa? FeOH 3 lần này và BaSO4 này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa Y. Đây là kết tủa Y này. Nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi. Khi nung kết tủa Y trong không khí đến khối lượng không đổi, nung thì mình sẽ thu được MgO, FeOH 2 lần và FeOH 3 lần nung nóng tạo thành Fe2O3 và BaSO4. Được chưa? Vậy mình sẽ có là MgO này, Fe2O3 này và BaSO4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok men, xong chưa? Bảy tư. Nào bảy tư các bạn cũng chọn này. Vừa nay có mấy bạn kêu là làm câu lý thuyết đếm anh bị sai. Chú ý ở đây nhá, đoạn cuối toàn lý thuyết đếm rồi. Trùng ngưng hexa methylene diamin với axit adipic. Úi dồi ôi, anh này có 6 carbon, anh này có 6 carbon. Vậy thu được gì ạ? Ni lông 6,6 C. 75 nào. 75 này với căng. Trong thành phần của xăng sinh học, E5 có ethanol, đúng. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su tăng lên, đúng. Đun nóng mỡ lợn dung dịch NaOH đặc thu được xà phòng, đúng. Nhỏ vài giọt iốt vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh tím, đúng. Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein, đúng. Dung dịch lòng trắng trứng gà có phản ứng màu bí ô rê. Lòng trắng trứng màu bí ô rê, đúng. Vậy tổng cộng mình có bao nhiêu đúng? A, B, C, D, E, F, 6 cái đúng. C. Này, ối đứa đi thi nhá, thấy 6 cái đúng, run, sợ. Thôi không chọn, chọn 5 cái. Thế là sai. Quá nhục nhã. Câu 76 ạ. Cho 25,55g hỗn hợp gồm 4 amin. Thôi nói chung là 4 cái anh amin này, nó đều có chung công thức là C4H11N. Được chưa? Và số mol của nó tính được luôn. 25,55 mà chia cho phân tử khối. Xem là 25,55. 25,55 chia cho, anh này là 12 x 4 này, cộng 11 cộng 14 này, bằng 0,35. Mà tác dụng vừa đủ với HCl. Đúng chưa? Vậy tác dụng HCl là 0,35. Vậy mình sẽ có 0,35 chia cho 2 là tìm được thể tích luôn. 0,175 lít. 0,175 lít thì tương với lại 175 ml. Đáp án đúng đáp án B. Quá ngon này. 77. Vậy các bạn chọn đáp án nào? 77 ạ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được 2 muối. Clo và NaOH thu được NaCl, NaClO. F3O4 và HCl loãng dư thu được FeCl2 và FeCl3. Thằng này 2 muối, thằng này 2 muối. F3O4 và H4 đặc nóng dư thì chỉ thu được Fe2SO4 3 lần thôi tại vì nó dư. Số mol bằng nhau, anh này là 1, anh này là 1. Đúng không? Vậy này, đồng này cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Đồng ở đây là 1 mol, sắt 2 cộng ở đây là 2 mol, ăn 2. Đúng chưa? Đây tạo thành đồng 2 cộng thì ghi lỗi. Đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Vậy đây mình có này. Đúng tỷ lệ chưa? Vậy này 1, vậy này 2. Vậy đúng tạo thành 2 muối không? 2 muối chặt luôn. Được chưa ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 3, chính xác. C. Rất dễ. Quá xịn luôn, 78. Nhìn 78 này chắc khóc. Nhờ, nhìn 78 này khóc. Nước mắt lăn dài trên mi. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa lạ. Nào,
CA1 là lần dư kết tủa CaCO3. NH3 dư thu được kết tủa AlOH 3 lần. CO2 dư thu được kết tủa AlOH 3 lần. 3 thằng thu được kết tủa rồi. AgNO3 vào FeCl3 thu được kết tủa AgCl. Nhiều đứa bị nhầm câu này nhá. HCl và KaCO3 không có kết tủa. Ure vào CaOH 2 lần thu được kết tủa CaCO3. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Đáp án đúng đáp án A. 5. 7, 9 ạ. 7, 9 nào. 7, 9 đáp án gì nào. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số điện thu được kim loại. Điện phân MgCl2 nóng chảy thu được Mg cộng với lại Cl2. 1 cháo. Cho FeNO3 2 lần vào dung dịch AgNO3 dư thì mình sẽ thu được sắt 3 cộng. Cộng bạc. 2 cháo. Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 mình thu được CaO cộng CO2. Không thu được kim loại. Natri vào CuS4 dư mình thu được Na2SO4 cộng CuOH 2 lần do nó tác dụng với nước. Không thu được kim loại. Nhiều bạn nhầm là sinh ra đồng đấy. Hiro dư thì tìm được đồng và nước. A, B, E, 3 cháu. Đáp án đúng đáp án C. Quá xịn. 80 câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. 80 trong câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học hôm nay thầy đã giúp cho chúng ta có một cái tư duy mới khi mà làm trắc nghiệm lý thuyết. Đấy là không bao giờ sợ sai. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta còn câu chốt câu 80. Thì rất mong muốn tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi học này hãy nêu cho thầy ý kiến của em 80 chọn đáp án gì. Để xem mình làm đúng hay làm sai. Mình đừng có sợ. Anilin và phenol đều ít tan trong nước, đúng. Dung dịch của chúng đều không làm đồng học quỷ tím, chính xác. Khi tách hydro của các ancan trừ metan sẽ thu được anken có mạch carbon tương, đúng, chính xác luôn. Tripeptide, gliala, glu phản ứng hoàn toàn với NaOH tỷ lệ 1:3. Các bạn nhìn nhá, gli này với NaOH là 1:1, ala 1:1 nhưng glu là 1:2 nên không thể là 1:3 được, 1:4. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp metin mes aglat được dùng để làm thủy tinh hữu cơ, chính xác. Chiếu sáng hỗn hợp neopentan kiến thức lớp 11. Clo thu được tối đa 4 dẫn suất monoclo là sai, chỉ thu được 1 dẫn suất duy nhất thôi. Đề hydrat hóa ancol sesbutylic sẽ thu được hai ancol đồng phân cấu tạo của nhau, chính xác luôn. Đây là một ancol. Đây là ancol thứ hai, hai ancol đồng phân cấu tạo của nhau, chính xác. Vậy số phát biểu đúng ta là 1 2 4 6, đúng chưa? 1 2 4 6 chúng ta có 4, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Trong buổi học ngày hôm nay, thầy Minh đã giúp đỡ cho tất cả bạn và các em chinh phục được 40 câu lý thuyết dễ nhưng mà hay sai ngu. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học của thầy Minh. Và những bạn nào muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy Minh, khóa luyện đề hay là khóa xuất phát sớm cho các bạn học sinh lớp 12 thì có thể vui lòng inbox cho fanpage của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Và chúc tất cả các bạn và các em học giỏi hơn môn hóa. Và rất là mong muốn các bạn và các em có thể chia sẻ, có thể rủ rỉ tay nhau. Và ở đây có thể mình đang có những buổi live cực kỳ chất dành cho tất cả bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc các em ngủ ngon nhá. Bye bye.